Trung Quốc xây dựng cùng lúc hàng trăm giếng phóng tên lửa. Những hình ảnh vệ tinh được truyền thông Mỹ đăng tải cho thấy Trung Quốc đang xây dựng cùng lúc hàng trăm giếng phóng tên lửa giải khắp quốc gia này. Tờ Washington Post của Mỹ vừa cho đăng tải hình ảnh chi tiết qua ảnh chụp vệ tinh cho thấy Trung Quốc đang xây dựng hàng trăm giếng phóng thẳng đứng trải đều khắp quốc gia rộng lớn bậc nhất châu Á này. Có thể thấy, phần lớn các giếng phóng thẳng đứng được Trung Quốc xây dựng ở khu vực Ngọc Môn nằm tại Cam Túc, đây là thành phố nằm trên con đường tơ lụa trong quá khứ, thuộc vùng hoang mạc phía Tây Trung Quốc. Theo thông tin tình báo Mỹ có được từ những hình ảnh vệ tinh chi tiết, tờ Washington Post nhận định Trung Quốc có thể đã xây dựng ít nhất 145 giếng phóng thẳng đứng khắp cả nước. Lầu Năm Góc gọi đây là cuộc đại tu lực lượng giếng phóng thẳng đứng có thể ảnh hưởng lớn tới an ninh quốc gia Mỹ, nhất là khi những giếng phóng này thường được trang bị các loại tên lửa liên lục địa có khả năng phóng tới lãnh thổ Hoa Kỳ. Một trong những loại tên lửa đạn đạo liên lục địa nguy hiểm bậc nhất của Trung Quốc hiện nay, rất có thể sẽ được trang bị cho các giếng phóng tên lửa này, đó là Đông Phong 41. Đây là loại tên lửa đạn đạo vừa có khả năng phóng từ cơ cấu di động, vừa có khả năng phóng từ giếng phóng thẳng đứng cố định. Đông Phong 41 hay còn có tên viết tắt là DF41, được Trung Quốc quảng cáo là loại tên lửa thế hệ thứ tư, sử dụng nhiên liệu rắn và đã được biên chế vào lực lượng tên lửa phản lực Trung Quốc. Đây cũng được coi là loại tên lửa thế hệ thứ tư mới nhất, hiện đại nhất trong dòng tên lửa Đông Phong, dòng tên lửa chiến lược do Trung Quốc tự nghiên cứu và phát triển. Dù thông tin về tên lửa Đông Phong đã được Trung Quốc úp mở từ lâu, tuy nhiên phải tới năm 2019, loại tên lửa này mới chính thức được Bắc Kinh phô bày trước các phương tiện thông tin đại chúng trong cuộc duyệt binh ngày 1 tháng 10. Theo các chuyên gia quân sự, tên lửa đạn đạo Đông Phong 41 sẽ có cấu tạo 3 tầng, tầm hoạt động tối đa 15.000 km nghĩa là đủ để bay từ lãnh thổ Mỹ khi cất cánh từ Trung Quốc. Loại tên lửa này có khả năng đạt tốc độ tối đa lên tới Mach 25, tương đương với khoảng 8,5 km/giây. Dù bay với tốc độ rất nhanh, DF-41 vẫn duy trì được độ chính xác cao khi có độ lệch tâm ở khoảng cách tối đa chỉ 100m. Mỗi tên lửa DF-41 có khả năng mang theo tới 10 đầu đạn khác nhau hoặc mang theo đầu đạn hạt nhân. Sự phát triển ngày càng nhanh của lực lượng tên lửa Trung Quốc. Được cho là mối lo ngại lớn nhất với Mỹ và các quốc gia lân cận ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên trên thực tế, Washington lại chưa có động thái rõ ràng trong việc đối phó với mối nguy hại này. Nếu như, như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ.